cháu đã được gọi vào trường Kim Liên. Con anh nguyện vọng 1 thì vào trường Kim Liên, còn nguyện vọng 2 vào trường Quang Trung. Con anh thì nguyện vọng 1 thì vào trường Quang Trung, còn nguyện vọng 2 là vào Vinschool. Hôm nay thì nguyện vọng 1 là thi vào Kim Liên, và nguyện vọng 2 thì vào trường Quang Trung thôi. Ở nhà ấy, thì con hay là mình thì có trước cái kỳ thi quan trọng đấy thì có cảm xúc của mình thế nào? Thực ra thì làm bố làm mẹ thì cũng rất là lo lắng cho con, tại vì cái năm nay thì cái tỷ lệ học sinh giỏi cũng rất là nhiều, và cái tỷ lệ vào trường công ấy, thì thực ra là nó cũng giảm so với năm ngoái. Thực ra là bố mẹ cũng lo nhiều, nhưng mà cũng tìm mọi cách để động viên cho các con thi tốt. Thực ra là lúc con ôn thi thì mình cũng rất là căng thẳng, lo lắng. Trong quá trình con ôn thì mình cũng cố gắng tạo điều kiện cho con ôn, và mình cũng cùng con cố gắng là dành thời gian đấy cùng con ôn bài, thi bài vào buổi tối. Ngày thì đi làm cũng rất là lo. Bản thân mình là những cái người làm cha làm mẹ thì mình có cảm thấy áp lực hay là còn nhiều? Thực ra mà nói thì ví dụ như gia đình anh ấy thì cũng không áp lực nhiều, bởi vì anh nghĩ là trẻ con ấy thì có thể vào trường này trường kia, nó không anh không đặt cái áp lực lên nhiều cho các cháu. Anh cứ bảo là các cháu là cứ nói chung cố gắng thôi, còn coi như là giả sử mà nguyện vọng 1 không đạt thì trường nguyện vọng 2 sao cả. Với cái trải nghiệm mình nghĩ thì mình có lời khuyên nào dành cho các phụ huynh và hai các chị có con lên lớp 10 sắp tới? Tìm hiểu các cái địa điểm học cho con, và cũng chỉ cần con nắm vững chắc kiến thức trên lớp cũng đã là đủ rồi. Nhưng mà mình có thêm những cái địa điểm học thì bổ sung thêm kiến thức cho con mình vững hơn thôi. Đấy, thì cũng động viên là tạo điều kiện cho các con bình tĩnh, thu thập được các kiến thức tốt nhất cho mình. Đối với các phụ huynh 2K9 thì cũng đặt niềm tin vào con mình, hy vọng và đặt niềm tin tuyệt đối vào con mình, động viên con cố gắng. Phụ huynh thì cũng nên đồng hành với con trong cả quá trình học, đưa đón, rồi ăn uống, rồi ngủ nghỉ, rồi giải trí, là tất cả mọi thứ là các bậc phụ huynh cũng nên là đồng hành cùng con trong mọi lĩnh vực. Khuyên với các bác phụ huynh là hãy để cho con em mình một cái tâm lý thật tốt, chuẩn bị học thật tốt, nhưng không đừng để đến cái lúc mà còn 1-2 tháng chạy lớp lọ trường kia thầy lọ thợ kia để đi ôn thi thì cũng không hiệu quả, mà nó tạo một cái áp lực rất là ghê gớm cho con em mình và tạo một cái áp lực rất là ghê gớm cho xã hội. Tức là phải học từ sớm để chắc một cái kiểu gì đấy, có sự chuẩn bị trước. Thế còn anh? Anh cũng đồng quan điểm với lại bạn anh thôi, tức là cái cháu nên có cái nền tảng từ thậm chí từ những lúc mà nhỏ nhất, có thể bắt đầu từ lớp 1 đã học rất cơ bản rồi, và các bậc phụ huynh không nên coi như là mà áp lực nhiều cho con cái, cứ để thuận tự nhiên là tốt nhất. Có thể đều gửi một lời chúc đến con cũng như là các cái bạn 2K8 năm nay cũng thi vào cấp 3, chỉ có một lời nhắn nhủ gì các con ạ? Chúc tất cả các con 2K8 vững tin để đạt được nguyện vọng mong muốn của mình đã đặt ra. Chúc con trai của mẹ, mẹ tin là con làm được, cố lên. Thì cũng chúc cho con của anh và con của anh Khoa đây, cũng như là tất cả các bạn mà đang chuẩn bị vào lớp 10 năm nay có một kỳ thi coi như là thật là nhiều may mắn và đạt kết quả cao. Anh cũng chúc các bạn là thứ nhất là bình tĩnh, không nên hồi hộp, coi như là đây là một cuộc dạo chơi, nhưng mà một cuộc dạo chơi này thì nó phải có sự chuẩn bị và so sánh, tức là thi đua cùng với các bạn. Chúc các bạn thi tốt, làm bài tốt.
Kính chúc các bạn 2K8 sức khỏe, bình tĩnh và tự tin, làm bài thật tốt, đạt được nguyện vọng 1 của các con.